Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp chiếc nắp bồn cầu có tích hợp vòi xịt rửa vệ sinh. Đây là cái nắp của hãng Inox. Model sản phẩm là CVKF-S32VN hay là S400 Lite. Thì cái này là cái nắp mà không cần dùng điện, chúng ta chỉ việc lắp vào hệ thống nước là có thể sẵn sàng sử dụng rồi. Nó tương thích gần như với tất cả các loại bồn cầu hiện nay. Thì các bạn chỉ việc tháo cái nắp cũ của bồn cầu hiện tại này. Đây, cái bồn cầu đã được tháo ra này. Đóng gói bộ sản phẩm, chúng ta sẽ có cái nắp bồn cầu kèm theo là phụ kiện lắp đặt. Đầu tiên, đó là cái bộ phận các bạn chích chia nước. Đây là dây cấp nước. Và các cái ốc vít để các bạn gắn vào bồn cầu. Chúng ta sẽ cần tô vít bốn cạnh và kìm mỏ quạ hoặc là mỏ lết. Về cấu tạo thì chiếc nắp bồn cầu tích hợp vòi xịt này cũng như các nắp thông thường. Do tích hợp vòi xịt nên mặt dưới hơi khác một chút. Chúng ta sẽ có phần đế để lắp ráp. Thì để tháo đế này các bạn sẽ bấm cái nút ở bên phải đấy ạ. Và rút cái phần đế này ra. Ta sẽ gắn cái đế này vào bịt sứ. Còn về cấu tạo thì nó khá đơn giản, có một cái núm điều chỉnh ở bên phải đấy ạ. Nó sẽ điều chỉnh hai chế độ là xịt rửa đi nặng và xịt rửa cho phụ nữ. Ngoài ra thì nó có cái chức năng tự động xịt rửa đầu vòi. Thì cái này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn sau khi lắp xong. Đấy, gạt lên và gạt xuống thôi. Còn bên cạnh đó thì các bạn sẽ quan sát thấy có cái phần nước cấp vào. Đây là phần vị trí nước cấp vào. Để lắp đặt thì đầu tiên chúng ta sẽ gắn cái đế này vào bịt sứ. Bạn đặt đúng như này nhé. Sau đó dùng cái ốc đi kèm. Ốc này dành cho cái bồn cầu liền khối các bạn vẫn lắp được. Chúng ta sẽ thả xuống thì nó sẽ tự nằm ngang và chúng ta vặn mà không cần cái đai ốc ở dưới. Đây các bạn thả xuống này. Mục đích hai cái ốc này để giữ chặt cái đế vào trong bịt sứ. Đây, bạn thả xuống nó sẽ nằm ngang ra và sau đó chúng ta sẽ dùng vặn vít để vặn chặt lại. Sau khi định vị thì các bạn sẽ dùng vặn vít để cố định hai con ốc này. Các bạn chưa cố định chặt vội nhá, vì chúng ta sẽ phải căn chỉnh làm sao cho cái phần nắp ở trên ấy nó sẽ vừa với cả cái lòng bồn cầu này. Đây, các bạn ướm thử vào, đẩy về phía sau ấy nhá. Sau đó mở phần nắp phía trên ra để xem nó đã khớp chưa. Như trường hợp này là vẫn bị dư ra thừa này, nên tôi sẽ phải đẩy toàn bộ ra phía sau. Các bạn tháo ra và nới lỏng ốc, rồi đẩy toàn bộ cái đế này ra phần phía sau. Mục đích để chúng ta cái nắp này nó vừa với cả cái bồn sứ thôi. Thì tùy vào nhà các bạn thì các bạn sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Và bây giờ chúng ta đã vặn chặt lại được rồi. Rồi nắp cố định cái nắp vào. Các bạn đẩy mạnh về phía sau là nó sẽ vào chốt giữ. Đấy, đẩy mạnh ạ. Như này là ok rồi. Và việc cố định cái nắp vào bịt sứ đã xong. Nhờ thiết kế cái vòi đẩy ngang nên nó rất mỏng, gần như không khác với cái nắp thông thường. Trông cũng rất là đẹp. Và cái nắp này có kháng khuẩn nhá, nắp đóng mở êm của chính hãng Inox. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ nắp cấp nước cho cái nắp này. Thì để cấp nước ấy, chúng ta sẽ cần trích nước từ cái chỗ vòi xịt ở bên cạnh. Thường thì cái bồn cầu này bao giờ có vòi xịt. Nếu không thì chúng ta sẽ lấy từ cái két nước được. Đây dây cấp này, ở đây là bộ chia. Các bạn sẽ tháo cái vòi xịt cũ ra. Đây là vòi xịt thường có ở bên cạnh cái bồn cầu này. Nhớ là khóa nước lại nhé. Rồi các bạn sẽ dùng cái kìm mỏ quạ để vặn ra. Đây tôi vặn rồi nên nó nhẹ. Rồi lắp cái bộ phận chia vào. Cái này theo tiêu chuẩn Việt Nam nên là nó sẽ hoàn toàn vừa. Rồi vặn chặt trở lại. Vậy là chúng ta sẽ có một đầu ra trả lại cho cái vòi xịt và một cái đầu thì sẽ gắn cái vòi cấp của nắp bồn cầu. Đấy, bạn vặn chặt lại. Đấy, thì vặn bằng tay xong thì chúng ta sẽ vặn bằng kìm. Còn đây là cái phần vòi xịt đang có sẵn. Thì các bạn sẽ vặn vào đây. Có thể xoay cái kia để cho nó phù hợp hơn. Và vặn trở lại. Vì có răng cao su nên các bạn sẽ không cần dùng băng tan đâu. Đây, các bạn vặn bằng tay chặt trước rồi sau đó vặn bằng kìm. Cuối cùng ta sẽ gắn dây cấp. Rất là dễ, các bạn chỉ đẩy mạnh vào trong, chặt vào là được.
Khi rút ra thì chúng ta phải gảy cái đai ra thì mới rút được nhé. Còn cắm vào thì không cần cái gì cả, chỉ phải cắm chặt vào thôi. Một đầu còn lại thì cắm vào phần nước da của cái bộ chia. Đây các bạn, cắm vào cái chỗ nước đang chảy đấy. Cũng chỉ phải cắm vào thôi, nó sẽ tự mút. Vậy là xong phần cấp nước, chúng ta đã sẵn sàng để sử dụng vòi xịt rồi. Để sử dụng vòi xịt thì cũng rất là đơn giản. Ở bên trái chúng ta có cái nút điều chỉnh, khi ngồi thì nó là bên phải đấy ạ. Tức là cái này dành cho người thuận tay phải này. Và các bạn quan sát nhé, vòi xịt nó sẽ đẩy ra, đẩy vào từ cái chỗ phần nắp đậy này. Và bây giờ tôi sẽ gạt cái này. Có 3 chế độ, gạt xuống là xịt rửa đi nặng, gạt lên là xịt rửa cho phụ nữ. Và cái gần nấc về giữa ấy, thì nó có xịt rửa tự động rửa đầu vòi. Đấy, gạt lên này là xịt rửa cho phụ nữ này, thì cái vòi mà xịt rửa phụ nữ nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ đẩy ra. Còn đây là chế độ rửa đầu vòi, tức là rửa này nó sẽ tự động khi các bạn gạt lên gạt xuống đấy. Đây là rửa cho phụ nữ này, là cái vòi bên phải, xịt êm hơn và vị trí khác với cái vòi xịt đi nặng nhé. Đấy, còn bây giờ gạt xuống thì là cái vòi xịt rửa đi nặng, là vòi bên trái. Đây lại xịt rửa đầu vòi này. Đấy, chúng ta chỉ việc gạt lên gạt xuống thôi. Khi các bạn dùng quen cái vòi xịt này thì sẽ rất là thích. Nó giúp chúng ta tiết kiệm giấy này và vệ sinh dễ dàng hơn. Trên đây là video hướng dẫn lắp ráp cái vòi xịt inox CVKS32. Để có thêm thông tin về các loại vòi xịt khác nhau, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.